Cho nên là lần mai thay vì tụng Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni thì chúng tôi tụng Nam Mô Bụt Sakya Mâu Ni. Bây giờ có ai nói cho tôi mua một vé đi Cửu Kim Sơn đâu. Tôi nói cho tôi mua một vé đi San Francisco thôi. Cửu Kim Sơn không ai hiểu là cái gì nữa. Thì chữ Sakya Mâu Ni là chữ mới, là chữ nguyên, là cái tên nguyên của Bụt. Thì Sakya Mâu Ni trước hết là thầy, một vị thầy. Và chúng ta tự học được từ thầy của chúng ta những cái phương pháp làm chúng ta bớt khổ. Mà quý vị, nếu mà thực tập được 3 ngày, 4 ngày thì tự nhiên thấy ở trong thân nó có sự thay đổi, là mình có thể có khả năng buông bỏ cái căng thẳng trong thân, và mình làm giảm thiểu được những cái đau nhức ở trong thân của mình, và mình có được cái sự bình an trong thân. Rồi tới cái sự bình an trong tâm. Tại trong tâm mình nó có thể không có sự bình an. Mình có những cái cảm xúc, mình có những cái cảm thọ đau buồn, giận hờn, bực bội, lo lắng, ganh tị, phiền não, và làm cho mình không có sự bình an ở trong tâm. Mà không có sự bình an trong tâm thì làm sao có hạnh phúc. Bởi vì vậy cho nên chúng ta phải học cái phương pháp của Đức Sakya Mâu Ni, làm thế nào để đem lại sự bình an ở trong tâm. Ví dụ như là cái sự bực mình của chúng ta. Người ta vừa nói một câu gì đó, hay là mình vừa nghĩ tới cái chuyện gì đó, thì cái bực mình của mình nó từ từ nó đi lên. Cái đó trong đạo Bụt gọi là một cái tâm hành. Tâm hành. Và mình có những cái tâm hành như vậy. Những cái tâm hành, những cái phiền não, là cái giận, cái lo, cái buồn, cái ganh tức, cái tuyệt vọng, cái hận thù. Những cái đó nó làm cho mình khổ. Những cái đó nó làm cho mình không có sự bình an. Và không có sự bình an thì không có thể nào có hạnh phúc thật được. Cho nên nếu mình tự nhận là học trò của Đức Sakya thì mình phải học làm thế nào để mà mình nhận diện được những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng của mình và làm cho nó lắng dịu xuống. Quý vị có muốn học không? Hay là chỉ muốn cầu xin thôi? Thì cái phương pháp nó cũng giống như phương pháp mình đối với cái thân. Khi mình có cái giận hay là cái buồn, khi mình nhận được rằng cái giận nó đang đi lên, cái lo, cái buồn nó đang đi lên, thì mình phải nhận diện nó. Thở vào, tôi biết rằng cái giận đang có mặt trong tôi. Cũng như là cái bài tập mà mình vừa mới học đối với cái hình hài của mình đó. Thở vào, tôi biết rằng tôi có mặt hình hài. Đó là nhận diện sự có mặt của hình hài, phải không? Thì bây giờ mình nhận diện cái sự có mặt của cái giận. Thở vào, tôi biết rằng cái giận đang có mặt trong tôi. Thì chánh niệm, chính niệm, ác xâm khai là cái năng lượng để mà nhận diện. Trước hết mình nhận diện cái hình hài của mình. Rồi mình ôm ấp cái hình hài của mình, nó làm cho lắng dịu xuống. Thì đối với cái tâm của mình cũng vậy. Mình phải nhận diện cái tâm hành của mình. Cái tâm hành đó có thể là cái buồn, cái sự lo âu, cái sự trống trải, cô đơn ở trong ta. Mỗi khi nó phát hiện, nó làm cho mình khổ, thì mình là người tu, mình phải có khả năng thở để chế tác ra cái năng lượng chánh niệm. Và với cái năng lượng chánh niệm đó, mình có thể nhận diện được cái nỗi khổ niềm đau của mình và ôm lấy nó, giống như một bà mẹ ôm lấy đứa con khi mà nó khóc. Cái này quý vị phải tập mới được. Mà chính thầy
Và chúng ta, Đức Sakyamuni đã dạy cho chúng ta, mỗi khi có những cái nỗi khổ, niềm đau nó đi lên, mình đừng có nói gì hết, đừng có làm gì hết. Mình phải tập thở, tập đi để chế tác ra cái năng lượng chính niệm. Với cái năng lượng đó, mình nhận diện được những cái nỗi khổ, niềm đau đó, mình ôm lấy nó và mình làm lắng dịu nó xuống. Đó là cái bài tập thứ 7 và thứ 8. Bài tập thứ 7 là thở vào. Tôi biết cái nỗi khổ, niềm đau của tôi đang có mặt, mà mình phải gọi tên nó. Nếu nó là sự ganh tị thì mình gọi tên của nó là ganh tị. Nếu nó là sự giận hờn thì mình gọi tên của nó là sự giận hờn. Nếu nó là sự cô đơn, buồn tủi thì mình gọi nó là sự cô đơn, buồn tủi. Gọi đúng cái tên của nó. Thở vào, tôi biết rằng cái sự cô đơn, buồn tủi đang có trong tôi. Và với cái năng lượng chính niệm đó, do cái sự thực tập thở vào, thở ra, mình nhận diện nó và mình ôm lấy nó và mình làm lắng dịu nó xuống. Đó là bài tập thứ 7 và thứ 8. Bài tập thứ 3 và thứ 4 là để làm lắng dịu những cái căng thẳng và đau nhức của thân. Bài tập thứ 7 và thứ 8 là nhận diện và làm lắng dịu những cái nỗi niềm, nỗi khổ, niềm đau của tâm. Tới chùa chúng ta phải học được những cái đó. Tới chùa không phải là để cúng dường mà thôi, để lễ lạy mà thôi, để cầu xin. Chúng ta phải học được những cái tinh hoa mà thầy của chúng ta, Đức Bản Sư Thích Ca, đã trao truyền lại cho chúng ta. Trong gần 50 năm nay, chúng tôi đã truyền bá cái phương pháp thực tập này của Đạo Bụt cho người Tây Phương, ở Âu Châu cũng như là ở người Mỹ Châu. Phần lớn những người tới để thực tập với chúng ta là những người có gốc Do Thái và gốc Cơ Đốc. Nhưng mà họ thực tập hay lắm. Chúng tôi không có muốn họ bỏ cái đạo gốc của họ. Chúng tôi nói rằng là quý vị có thể giữ cái đạo gốc của quý vị, nhưng mà quý vị có thể học được nhìn rất nhiều từ cái truyền thống Phật giáo. Và cái phương pháp mà chúng tôi giảng dạy là chính niệm, là tiếng Đức gọi là Achtsamkeit. Chính niệm là một cái năng lượng mà mình chế tác ra bằng cái bước chân của mình, bằng hơi thở của mình. Khi mình đi mà đi có chánh niệm thì mỗi bước đó, nó tạo ra cái năng lượng đó. Nó giúp cho mình trở về với giây phút hiện tại. Nó giúp cho mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Và khi mình thở cũng vậy, mỗi hơi thở đưa mình về với giây phút hiện tại, để mình có thể nhận diện được những cái màu nhiệm của sự sống trong hiện tại, như là hình hài của mình, như là mây trắng, trời xanh, chim hót, thông reo, hoa nở. Thì đó gọi là cái năng lượng của chánh niệm. Và người Tây Phương thường thường họ đi theo một khóa tu 6 ngày. Trong những ngày đầu thì họ thực tập buông bỏ căng thẳng trong cái hình hài của họ. Họ thực tập nhận diện những cái nỗi khổ niềm đau của họ và làm cho những cái nỗi khổ niềm đau đó lắng dịu xuống. Nó chưa hết hoàn toàn nhưng mà nó lắng dịu xuống. Và phương pháp rất là đơn sơ. Mình dùng cái phương pháp thở và phương pháp đi, thiền thở và thiền đi. Ngày mốt chúng ta sẽ có một khóa tu cho trên 1.000 người Đức ở đây. Và những người Đức tới với mình, họ cũng sẽ thực tập như vậy. Những ngày đầu là tập đi từng bước, tập thở, tập buông thư,
tập nhận diện những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng để làm lắng dịu. Và tới ngày thứ tư thì họ được học làm thế nào để lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng của họ, để có thể hiểu được và để có thể lắng nghe những cái niềm đau, nỗi khổ của cái người kia. Người kia có thể là người chồng của mình, hay là người vợ của mình, hay là người cha của mình, hay là người con của mình. Nếu mình có khả năng lắng nghe và ôm ấp những cái nỗi khổ niềm đau của mình thì mình sẽ có cái hiểu và cái thương, nó làm cho cái lòng mình nó nhẹ xuống, mình bớt khổ rất nhiều. Và bây giờ mình sẽ có khả năng nhìn và thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Không có khó lắm. Và tới ngày thứ năm á, thì mọi người, mọi thiền sinh đều được chỉ dẫn là làm thế nào để có thời giờ ngồi xuống để mà quán chiếu thấy được cái niềm đau, nỗi khổ của người kia. Người kia có thể ở trong khóa tu với mình, hay là người kia đang ở nhà. Thì có thời giờ và nhìn cho kỹ thì mình thấy người đó cũng có rất là nhiều cái nỗi khổ niềm đau ở trong họ. Ban đầu thì mình hận thù người đó, mình trách móc người đó, mình cho người đó là cái suối nguồn của những cái đau khổ của mình. Mình cứ nghĩ rằng chỉ có mình khổ thôi, còn người kia không có khổ. Nhưng điều đó không có đúng. Bây giờ mình có thì giờ mình nhìn cho kỹ thì mình thấy là trong con người kia nó có rất là nhiều khó khăn, nó có rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Mà tại vì người đó không có biết cách xử lý những cái khổ đau đó, cho người đó tiếp tục đau khổ. Và những cái khổ đau của người đó nó vung vãi ra xung quanh. Và mình là nạn nhân thứ hai. Ông ta, bà ta là nạn nhân thứ nhất, còn mình chỉ là nạn nhân thứ hai thôi. Khi mà mình có những cái khổ đau mà mình không có xử lý được á, thì mình là nạn nhân của khổ đau của mình, có phải không? Nạn nhân số 1. Và khi mình khổ đau thì mình tự nhiên làm cho những người khác khổ đau. Dù mình không muốn làm cho họ khổ đau, mình cũng làm cho họ khổ đau. Thành ra những người xung quanh mình là nạn nhân thứ hai. Thì bây giờ mình nhìn cho kỹ thì mình thấy rõ ràng người đó đáng thương. Người đó có những cái nỗi khổ niềm đau mà không có xử lý được. Và cho tới bây giờ chưa có ai giúp cho người đó bớt khổ, xử lý được cái nỗi khổ niềm đau của người đó. Cho nên người đó cứ tiếp tục đau khổ hoài hoài và làm cho những người thân của người đó đau khổ. Thì thấy được như vậy rồi, tự nhiên cái hiểu và cái thương nó trào dâng lên. Lúc đó mình có thể nhìn người đó bằng con mắt từ bi được rồi. Trước đó mình nhìn bằng con mắt trách móc, hờn giận, tại vì mình nghĩ rằng người đó đã làm cho mình đau khổ. Bây giờ đây có thời giờ để nhìn thì mình thấy rất rõ rằng người đó cũng là nạn nhân của khổ đau của người đó. Và khi mà thấy được những cái khó khăn, những cái khổ đau của người đó, thì mình muốn làm một cái gì đó, hoặc muốn nói một cái gì đó để giúp cho người đó bớt khổ. Mà khi mà mình muốn như vậy đó, mình muốn nói một cái gì đó, mình muốn làm cái gì đó để giúp cho người đó bớt khổ, thì lúc đó là mình đã có tâm từ bi trong lòng rồi. Mà chỉ có tâm từ bi là mình đã bớt khổ rồi. Nó lạ lắm. Cái tâm từ bi là một cái năng lượng rất là kỳ diệu. Mình làm thế nào để cho cái năng lượng từ bi nó được sinh ra trong trái tim mình thì tự nhiên mình bớt khổ liền lập tức. Mà cái từ bi đó từ đâu mà sinh ra? Thấy được cái nỗi khổ, niềm đau của người đó và hiểu được những cái nỗi khổ, niềm đau của người đó, hiểu được những cái nỗi khổ, niềm đau của người đó thì tự nhiên cái tâm từ bi, nó, chất liệu từ bi nó ứa lên. Và khi mà chất liệu từ bi nó ứa ra trong trái tim thì mình bớt khổ liền lập tức.
và mình có thể bắt đầu nhìn người đó bằng con mắt xót thương. Và khi người đó thấy mình nhìn như vậy, người đó bớt khổ rất là nhiều. Tại vì trước đó mình chỉ nhìn bằng con mắt trách móc mà thôi. Mà chuyện này quý vị nên biết là chỉ cần tu 5 ngày thôi là có thể làm được. Thiền sinh Tây Phương là họ như vậy. Ngày thứ 5 họ được dạy những cái đó, và họ được yêu cầu phải áp dụng cái phương pháp đó, nhìn để thấy cái nỗi khổ niềm đau của người kia, và áp dụng hai cái phương pháp gọi là ái ngữ và lắng nghe. Ái ngữ và lắng nghe là hai cái phương pháp nó nằm ở trong cái giới thứ tư của năm giới. Và hai cái phương pháp đó nó có khả năng giúp mình tái lập được cái truyền thông giữa mình với người đó, và đem lại sự hòa giải giữa mình với người đó. Chúng ta có khó khăn với nhau trong cái liên hệ gia đình, và chúng ta không biết cách, chúng ta để cho những cái khó khăn đó nó kéo dài tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác. Trong cái đó Đức Thế Tôn dạy chúng ta những cái phương pháp rất là cụ thể. Và nếu chúng ta chỉ cần thực tập trong 4-5 ngày là chúng ta có thể giải quyết được. Đó là phương pháp ái ngữ và lắng nghe. Ái ngữ là mình nói những cái lời có tính cách hòa nhã, thương yêu và từ bi. Chúng ta có thể nói như thế này: nếu đó là người chồng của mình thì mình có thể nói như thế này: anh ơi, em biết rằng trong 5-6 năm nay anh có rất là nhiều khổ đau, khó khăn. Nhưng mà tại vì và tại vì em không có biết cách, cho nên em đã phản ứng, đã trách móc và làm cho tình trạng nó trầm trọng hơn. Em đâu có ý định làm cho anh khổ đau thêm đâu, nhưng tại vì em chưa hiểu được tất cả những cái nỗi khổ niềm đau của anh, em chưa thấy được những cái khó khăn nào trong anh, cho nên em cứ tiếp tục trách móc và phản ứng và làm cho cái tình trạng mỗi ngày mỗi trầm trọng hơn. Vậy thì anh phải giúp em, anh phải nói cho em nghe hết tất cả những cái nỗi khổ niềm đau ở trong trái tim anh để em có thể hiểu được. Em tin rằng nếu mà em có thể thấy được và hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của anh thì em sẽ không có phản ứng như là em đã từng phản ứng trong những cái năm vừa rồi và làm cho anh khổ. Anh phải giúp em, nếu anh mà không giúp em thì ai giúp em được nữa. Nói những cái lời như vậy trong đạo Bụt gọi là ái ngữ, những cái lời dễ thương. Mà nếu trong lòng mình có một cái chút hiểu và chút thương thì mình nói được. Và muốn có cái chút hiểu chút thương đó thì chỉ cần ngồi lại 10 phút, 15 phút để nhìn cho kỹ, thấy rõ được những cái nỗi khổ niềm đau ở trong cái con người đó, thì tự nhiên cái chất liệu từ bi nó ứa ra và mình có khả năng nói được như vậy. Trước đó là mình nói không được, mình giận quá rồi. Thì tôi có nhớ một cái khóa tu ở Oldenburg, miền Bắc nước Đức, 700 người Đức tham dự. Thì cái buổi sáng ngày thứ sáu, ngày tu thứ sáu, thì có 4 người Đức lên báo cáo là tối ngày hôm qua họ đã dùng điện thoại cầm tay, đã áp dụng cái phương pháp ái ngữ lắng nghe và đã thiết lập lại được cái truyền thông với bố của họ. Thì có một ông người Đức, ông nói như thế này: bạch thầy, ban đầu con không có nghĩ rằng con có thể làm được, tại vì con giận bố con quá đi. Con đã nguyện rằng không bao giờ con gặp bố con trở lại nữa, tại vì ông đã làm cho con khổ đau quá chừng.
Nhưng mà tại hôm qua thầy đã dạy, cho nên con tìm đủ mọi cách để có thể thực tập được. Và con nghĩ rằng khi mà con điện thoại về cho bố thì làm sao mà con có thể nói được những cái lời nhẹ nhàng và thương yêu như vậy được. Nhưng mà tại vì con đã được tu 5 ngày, con đã thở, đã đi, đã quán chiếu, đã thấy được những cái nỗi khổ, niềm đau của mình và những cái nỗi khổ, niềm đau của bố con. Cho nên khi mà con nghe tiếng ông ở đầu dây kia thì tự nhiên con cố gắng gì hết mà con cũng nói được như vậy. Bố ơi, con biết là trong những năm vừa qua bố khổ lắm. Con đã không giúp được bố bớt khổ mà con lại làm cho bố khổ thêm bằng cái cách phản ứng giận dữ của con. Con xin lỗi bố. Con đâu có muốn làm cho bố khổ. Chỉ vì con không có hiểu được, chưa thấy được những cái nỗi khổ, niềm đau và những cái khó khăn của bố, cho nên con mới phản ứng như vậy. Cho nên bố phải giúp con đi. Bố phải nói cho con biết những cái gì khổ đau, bức xúc, khó khăn của bố để con hiểu. Con tin rằng nếu con hiểu được thì con sẽ không có phản ứng như vậy nữa để làm cho bố khổ. Bố giúp con đi. Nếu bố không giúp con thì ai mà giúp con? Thì anh chàng đã nói được như vậy. Mà sở dĩ anh chàng nói được như vậy, tại vì anh chàng đã thấy được những cái nỗi khổ niềm đau của bố một phần nào. Anh ta nói rằng bạch thầy, trước đó con giận ông lắm. Con đã nguyện, con đã thề rằng sẽ không bao giờ gặp ông rồi. Ấy vậy mà tối hôm đó điện thoại cho ông, tự nhiên con nói được như thầy nói. Con sử dụng được cái ái ngữ, lời nói dễ thương. Và thầy có biết gì không? Bố con khóc khi nghe con nói như vậy. Khóc như một em bé. Tại vì lâu nay con chưa bao giờ nói được những cái câu nhẹ nhàng, dễ thương như vậy. Và những câu gọi là ái ngữ đó, nó mở cửa được cái trái tim của người bố. Và hai bố con đã nói chuyện trên một giờ đồng hồ và đã hòa giải được với nhau. Bạch thầy, thầy có biết rằng sau khóa tu, cái điều đầu tiên con sẽ làm là cái gì không? Là con sẽ đi thăm bố. Và trong bất cứ một khóa tu nào, cái phép là của sự hòa giải nó luôn luôn nó xảy tới cho những thiền sinh. Cái người kia có thể là không có ở trong khóa tu, nhưng mà mình là người tu, mình tu được 5 ngày và mình có khả năng hòa giải được. Những khóa tu của chúng tôi tổ chức ở Tokyo hay là ở Macau hay là Hồng Kông hay là Đại Hàn, nó cũng như vậy. Có những người đã dùng điện thoại cầm tay vào tối ngày thứ năm và hòa giải được với chồng, với con, với bố của họ. Rất là hay. Và những điều này là điều mình có thể học được từ Đức Bổn Sư của mình, Đức Sakya Muni. Chính niệm, tức là cái năng lượng Asamkhai đó, nó còn có cái khả năng giúp cho chúng ta chế tác được những cái niềm vui và những cái giây phút hạnh phúc. Nếu quý vị là một người hành giả tức là người biết thực tập á, thì với chánh niệm quý vị có thể tạo ra được một cái niềm vui bất cứ lúc nào cho chính mình và cho những người mình thương. Và mình cũng có thể tạo ra được một cái giây phút hạnh phúc cho mình và cho người kia. Chúng ta có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà chúng ta không có biết. Chúng ta có rất là nhiều may mắn so với đồng bào, so với những cái người thiếu may mắn.